Tại huyện Định Quán, các cấp ủy chính quyền, cơ quan doanh nghiệp và cộng đồng xã hội trên địa bàn huyện cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo Tết cho các gia đình chính sách và các đối tượng khó khăn bằng những việc làm cụ thể nhất. Trong không khí tất bật của những ngày cuối năm, gia đình anh Tăng Cắm Dưỡng, dân tộc Dao ở khu phố Hiệp Lực, thị trấn Định Quán cũng đang bận rộn lau dọn nhà mới trong niềm vui vỡ òa. Bởi từ nay gia đình anh đã được ở trong căn nhà mới do các cấp chính quyền, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Đồng Tháp và các mạnh thường quân trao tặng căn nhà với kinh phí trên 140 triệu đồng. Lúc bản thân thì đi làm, có việc làm thì đi làm, không có việc làm thì ở nhà không có công việc làm, công việc không có ổn định, rồi nuôi hai đứa con đi học nữa, rồi đi làm hộ nuôi hai đứa con đi học, gia đình rất là khó khăn. Mà cũng nhờ được chính quyền địa phương và giúp đỡ được cái nhà vậy mà mang ơn rất là nhiều. Nhưng em cũng mơ ước cái nhà lâu rồi nhưng mà không có khả năng làm được cái nhà. Cũng nhờ Mạnh Hùng Quân rồi mặt trận bên mặt trận rồi đó, với Mạnh Hùng Quân bên khu phố Hiệp Lực cũng giúp đỡ, chính nói chung ra chính quyền cũng giúp đỡ được cái nhà vậy. Em mang ơn rất là nhiều. Tôi không nghĩ bao giờ con tôi mới được cất được căn nhà như thế này. Mà nó cắt được rồi á hả, là nó mừng lắm. Nó nói mẹ ơi, chắc suốt đời con không có được. Nhưng mà giờ được vậy đó, con tôi nó mừng. Nó mừng dữ lắm. Tủ rồi này là người ta cho, người ta thấy gì người ta cho đó. Giờ bàn, trong bàn học con nó người ta cũng cho. Thấy gì thế nào? Tết nay là nó rất là mừng. Gia đình ấm cúng dữ lắm. Chờ con cháu, cha con hữu hỷ với nhau. Không khí Tết đã rộn ràng khắp nơi. Cùng với đó, nhiều hoạt động chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, đặc biệt là cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam dioxin được các cấp ngành địa phương tại Định Quán quan tâm thực hiện. Cùng với sự chung tay góp sức của nhiều tập thể cá nhân có tấm lòng hảo tâm thông qua sự kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã cùng đồng hành, hỗ trợ để công tác chăm lo Tết thực sự có ý nghĩa, cùng chia sẻ, động viên mọi người vượt qua khó khăn, đón một mùa xuân vui tươi đầm ấm. Mỗi năm Tết đến xuân về thì với các những nạn nhân chất độc như chúng tôi thì thường ít thường nhiều cũng được sự của đảng và nhà nước quan tâm, và chúng tôi cảm thấy là rất ấm lòng và hạnh phúc đến sự chia sẻ những khó khăn của những người nạn nhân chất độc như chúng tôi. Chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết là vô cùng cảm ơn đến tất cả ban lãnh đạo cũng như là toàn thể nhà nước đã quan tâm đến. Trong năm 2023, huyện Định Quán đã xây dựng và sửa chữa 120 căn nhà tình thương trị giá trên 13,4 tỷ đồng. Ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, huyện Định Quán đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng để hoàn thiện 11 căn nhà với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng, nhằm giúp các hộ nghèo được đón Tết trong căn nhà khang trang, ấm áp, đồng thời tập trung huy động mọi nguồn lực, tổ chức trao tặng trên 2.000 phần quà trị giá hơn 1 tỷ đồng để chăm lo Tết cho các đối tượng yếu thế. Theo kế hoạch, đến ngày 30 tháng 1, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà sẽ được hoàn tất, đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau.